Hello, xin kính chào toàn thể em trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay lại tiếp tục clip trôn em nhá, trôn ở cat 5 này em này, với một cái ác ở cat 8, cat 9 rồi thì trôn ở cat 5 thực sự như là một đứa lớp 10 bắt nạt đứa lớp 5 anh em. Nó kiểu vậy đấy các bạn ơi. KVN mãi đỉnh, kinh kinh kinh. Ok, đây mình sẽ tăng độ sát thương quả. Chúng ta sẽ nghịch nghịch chút anh em nhé. Đó, nghịch bằng cách gì đây nhỉ? Ok, chôn bằng dòng khổng lồ anh em nhé. Xét này, cung à. Đó. Ok, mình sẽ đánh em nhá. Anh em nào đang xem video này, cái gì vậy trời, em mà đang xem video này nhớ để lại cho mình một like và một lượt chia sẻ giúp mình nhá. Và anh em nào có bình luận gì á, có thử thách gì em cứ bình luận ở phần dưới phần mô tả video nhá, mình sẽ ấy cho anh em xem nhá, mình sẽ làm theo yêu cầu anh em hết mà anh em cứ yên tâm, anh em nhớ chưa nhỉ. Ok, trường hợp này không có gì đâu các bạn ơi. Ok, các bạn biết làm gì không nhỉ? Mình sẽ ra tiên nữ đẹp này, hoàn toàn giống như đối ngược nhau luôn. Đặt tiếp đây nữa bạn, đặt tiếp đây nữa, hốt đấy kìa. Dạ. Ôi giời ơi, chọn thế nào. Này này, sọc vào, tự chết đi. Tự chết đi. Ok em nhé. Mình cần bộ 3 anh em ơi. Mình cần bộ 3 báo tố ở đây, bộ 3 cung anh em nhé. Không có bộ 3 cung rồi. Đánh xét này anh em ạ, bộ 3 cung. Có bộ 3 đây mình đảm bảo một bắn là gần đi hết. Đấy, phát này có chắc rồi anh em ạ, phát này không để cãi được rồi. Phát này không để cãi được anh em ơi. Phát này không thể cãi được rồi. Auto một bắn là đi hết. Mình sẽ giết con đường dưới nha anh em, con đường trên mình có tố lốc mình thổi về lên mình không lo. Đó, máu thành của mình vẫn hơn bạn này anh em nhé. Máu thành vẫn hơn hoàn toàn đúng không? Các bạn nhìn này. Cái gì đây? Cái gì đây? Wow. Ôi, đừng có biến thành rồng nhá. Rồi, xong phim rồi. Mãi chả sao, cái lúc vừa mấy thì nó tèo anh em ạ. Một kè thôi. Một xét thôi. Ui dồi, ôi nó khè cho hai đứt kìa bạn kìa. Sức mạnh phải nó quá khủng bằng khiếp luôn anh em ơi. Ui dồi ôi. 52, ui 41, ui rồi ôi. Quạt. Hộ thân bạn này quá anh em ơi. Ok anh em nhé, không sao đâu, mình thắng mà anh em. Em tại sao mình có tiên nữ anh em này, bơm máu nhanh lắm. Con rồng kia sớm muộn thì sẽ chết thôi anh em ơi. Rồng mình sẽ phóng đại lên nhá. Ok anh, ok em nhá. Choạc. Sức mạnh phải nó khủng khiếp luôn anh em ơi. Ui ôi, quạt. Ok em nhá. Đó, anh em phải thổi về nhanh không mà chết đấy. Trời ơi, dòng của mình nó to quá anh em ơi. Thổi về nhanh mẹ ơi. Mình muốn tính thời gian các bạn ạ. Ôi, bắn con rồng, bắn làm về, bắn như gãy ngứa mà thôi. Ok, mình sẽ thổi về anh em nhá. Bên hình dòng to, đúng rồi, bên hình dòng to. Ok, good game.
win rồi nha anh em nhá. Ván đầu tiên phải đại chiến quá lâu luôn. Ok, mình sẽ phải gửi vô Glan anh em nhá, dòng khổng lồ anh em ơi. Trời ơi. Ngại VN. Ok, mình sẽ xin con này anh em nhé. Nào mình xem có bạn nào solo không. Thì em nhá, chúng ta cần phải chuyển deck nha anh em nhé. Trời ơi, không có deck nào deck chuẩn à. Các vị này auto out và nhây anh em ơi. Ok nha anh em nhá, chúng ta cứ vậy chơi nó sằng phẳng anh em ạ. Đá là đá, đá là đá. Bắn xa anh em ơi. Phượng Hoàng này. Bóp có rồi bạn ơi. Chúng ta sẽ mang Maga pháo. Thay vào đó là sờ cu kinh anh em nha. Còn 4.000 xu bạn ơi. Không có tiền. Có ai solo không ta? Ok, nhắn tin ai solo không? Ok, như vậy nha anh em nhá, đây là deck 1, deck 2 anh em nha. Ô, deck 5. Ok, mình sẽ chơi quân yếu hơn anh em nhá. Chúng ta cày cúp anh em nhỉ. Chôn thế thôi, chôn một ván rồi. Ván này mình sẽ đi đánh cúp luôn anh em ơi. Này, cấp 6 anh em ạ. cấp 9. Ơ con ấy vậy, bọn mình level yếu ạ. Mình con đấy em level 10 nhưng mà mình không nâng cấp. Ôi giời, dốc cơ đập cho. Anh dốc anh lại đập cho. Anh dốc anh lại đập cho. Anh dốc anh lại đập cho bạn ơi. Ôi giời, ôi giời, mẹ anh lại đập chém bắn cho. Good game. Win anh em nha. Đó anh em đến giờ win rồi. Ok, mình sẽ chơi giác tự thủ anh em nha. Một phiên cung. Cung rồi anh em này. Mình sẽ vác hai cái tượng gai đây. Thú phóng đại có anh em ơi, chúng ta sẽ vác con đấy anh em ơi. Rồng anh em nha. Bộ ba chém xanh. Đó các bạn thấy gì chưa? Còn lại đây là một quả pháo nhân thành anh em này. Sét. Lửa. Mình yêu cầu đó chính là một cái độc nha anh em nhé. Đó anh em thấy gì chưa? Tiadian. Thôi bộ bạc cung em nhé, level 9 này. Ok anh em ơi. Bao, à bạn bao solo anh em ơi. Bao solo anh em ạ, đánh luôn. Nào, vào đây bao ơi. Mọi người đâu hết rồi. Mình đang bận chuyển deck quay ra quay lại ấy rồi. Trời ơi, mình xin hai con cậu ấy, mấy bạn cho hết anh em ạ. Ok, như vậy mình sẽ đánh deck 3 anh em nhé. Deck chun thêm địch rồi. Đó anh em thấy nhá, đi đánh nhá. Làm trận chun anh em. Lòi đấy kì đâu. Thì đây 0372 305 339 này.
Tự nhiên có người gọi bạn ạ. Xin lỗi các bạn tí nhá, có người gọi. Cấp 8 anh em ạ, được đấy. Hello. Ok anh em nha, mình sẽ đốt cái này đi anh em nhá. Chúng ta nhử. Cấp 8 mà gặp cấp 9 bình thường mà bạn mạnh mà lo deck gì đâu. Cứ từ từ. Thôi mất oan cái tổ lốc của bạn ơi. Thế mới đau, mất oan cái tổ lốc. Chúng ta sẽ giết từ xa anh em. Con chỉ anh em ơi. Bạn này cũng lên cái 6 rồi đấy. Ok, có tượng luôn anh em ơi. Này thì pháo Meta Tora này anh em ơi. Một ngọn sét này anh em này. Ok nha anh em nha. Tất cả vào trong tầm ngắm của. Ok anh em ơi. Chết hết mà thôi. Quả này làm sao mà đỡ được bạn ơi. Ây da. Mình sẽ này anh em nhá. Chúng ta sẽ độc trước. Con bùn này là đam to nhất này anh em. Ok anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải ra dòng. Chết rồi. Gặp dòng thì toang rồi bạn ơi. Gặp dòng thì toang rồi. Ok anh em nha. Gặp rồng thì toang rồi. Gặp ai thì gặp chứ gặp phải rồng thì toang rồi. Ây da, con demon anh em ơi, nó bóp mình đau phết anh em ạ. Ok anh em nha. Ok anh em ơi, không phải lo. Cái vấn đề này không phải lo anh em nhé. Chúng ta đã có bộ ba chém xanh rồi mà nhá. Đó anh em thấy đi chưa. Chúng ta vẫn thắng. Chúng ta sẽ thắng anh em nhá. Ok rồi anh em ơi. Ok anh em nha. Một set đánh gần chết anh em nhé. Ok mà Queen rồi bạn ơi. Con khỉ này nó khè tao mấy phát là đớt mà. Trời ơi cái gì vậy trời. Đấy lại biến đại ra được con rồng to anh em ạ. Đó anh em nha. Mình sẽ dùng bù. Trời ơi nghe nó phê quá anh em ơi. Good game. Ok anh em nha. Clip chôn của mình xin tạm dừng tại đây anh em nha. Nếu anh em thấy clip chôn này hay nhớ cho mình một like, một subscribe, chia sẻ với mình nha. Và ở phần mô tả video anh em nhớ vào nha. Có thì nhảy link mô tả video nha anh em nha. Và link nhóm Zalo và link Facebook. Rồi anh em nào thích làm yêu cầu thì anh em cứ bình luận dưới nha, mình sẽ làm theo yêu cầu anh em nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh em clip tiếp theo. Bye bye.